Đây nha, tổ ong dế hôm mình thả ra vườn đấy nhá. Đây, con ong nó đang lấy nước mật ong. Tổ này mình vẫn chan thêm nước mật ong nhé. Buổi chiều đây, bây giờ là 2 giờ chiều. Chúng mình thì đang nắng to, nhiệt độ khá là cao. Đây là tổ trong này nhé. Tổ này thì mình không ngăn chúa trong này nhá, mà ít quân quá nên là mình vẫn để cho ông chú đi làm. Đây, con này thì nó đang xây tổ đấy. Đây nhá, tổ này thì mình nuôi thì là nó cũng khá là lành. Cầm tay nhấc lên sẽ nhấc xuống xem được. Đây, ông chú này. Cứ nhẹ nhàng thì... Đây, quân thì già hết rồi nhá. Đây nhá, quân ông thợ không mọi người bỏ cũng được nhá. Tổ này thì sắp lên tầng 2 rồi. Đã nở thêm 4 quân nữa. À, 4 quân nữa là bây giờ đang là có 7 quân rồi nhá. Khá lành luôn. Bây giờ thì vẫn cầm được ở tay này thôi, đến lúc mà những con quân thợ mà nó ra tự nhiên này rồi ấy, thì nó sẽ tợn hơn, thì mình sẽ không thể nào cầm như này nhé. Chúa thì rất đẹp luôn. Đây, những cái phần trắng trắng này là mới xây có từ lúc ra ngoài này nhé. Đây, ông chúa này cắn cán tay luôn. Đây, đặt lại để nó xây. Đấy. Đây, à đây, tổ này thì có một con tật cánh. À, cánh bị tật á. Thì gần như là không thể nào tránh được. Lúc mà những cái lúc mà tổ ong nó vẫn còn bé như này thì đây. Con này nhé, cánh nó xoăn này. Những lúc mà ong mà mình nuôi bé này thì không thể nào tránh được. Kể cả ong tự nhiên thì cũng không tránh được cái trường hợp mà nó cánh nó bị tật như này nhé. Chỉ sợ nở ong được thôi, chứ còn tật cánh 1-2 con thì không có gì hết. Đây 5 con thì chắc là đi làm 2-3 con rồi. Này mấy hôm nữa sẽ nở mạnh hơn thì sẽ phát triển lên tầng 2. Tổ này là một trong những cái tổ ong của mình nở đực. Thì có 2 tổ nở đực. Thì một tổ chưa cho ra ngoài tự nhiên, chưa đủ quân. Đấy, đây là cho ngoài tự nhiên nhưng mà vẫn cho ăn thêm nước mật ong này, cứ tầm khoảng 12 quân thì mình không cho ăn nữa.